Câu câu 4 trang 1002. Hai trường trung học cơ sở A và B có 610 học sinh dự thi, thì biết trường A bao nhiêu bạn chưa? À? Chưa. Trường B bao nhiêu bạn chưa? Chưa. Vậy gọi x phẩy y đơn vị là học sinh, là lần lượt là số học sinh của trường dự thi tuyển sinh vào lớp 10 của tuyển sinh nghe vào lớp 10 nghe của trường A, B, và xy này phải thuộc vào n n sao? Vì sao ạ? À? Vì nó là người, một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, nên thuộc vào số tự nhiên khác không. Nhớ đây là dự thi nghe, xy là số học sinh dự thi thôi. Vậy hai trường, các bạn viết lời văn vào, hai trường trung học cơ sở A và B có 610 học sinh dự thi vào lớp 10, vậy là x cộng y bằng 610. Một phương trình hai ẩn, nhớ chỗ này. Tiếp tục nè, nếu có 5 phần 6 học sinh dự thi trường A và 4 phần 5 số học sinh trường B trúng tuyển, vậy các bạn ghi lời văn vào 5 phần 6 học sinh dự thi trường A và 4 phần 5 số học sinh của trường B trúng tuyển, viết hết cái lời văn này vào thì ta nè, thì gì à, trúng tuyển 5 phần 6 học sinh, 5 phần 6 học sinh của trường A là x nè, được chưa? Và 4 phần 5 của học sinh trường B nè là y nè, thì ta có gì à, thì số học sinh trúng tuyển của trường A đâu ạ? À? Trường A nè, nhiều hơn thì ta lấy thằng lớn trừ thằng bé đó, lấy thằng lớn trừ thằng bé sẽ ra đúng số hơn kém là 2 học sinh, 2 phương trình. Vậy theo đề bài ta có đó là gì ạ? À? Viết là 2 phương trình x cộng y bằng 610 và 5 phần 6 x trừ 4 phần 5 y bằng bằng 2. Đây đã quay về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Các bạn có thể dùng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại. Đại số là quyền quyết định của tất cả các bạn nha. Sau đó các bạn giải ra giúp đỡ tìm x, x, y. Đây là số học sinh dự thi nha các bạn, của trường A và trường B. Các bạn giải ra, các bạn bấm máy tính giúp đỡ xem coi bao nhiêu đi mọi người. Comment giúp đỡ đi mọi người. Ra kết quả bằng bao nhiêu, các bạn cố gắng comment giúp đỡ nha các bạn. Rồi trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp đỡ để là khắc phục nghe mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người.